Em Trường Anh ô tô gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị nha. Sáng nay Trường Anh đang tiếp khách bên salon chi nhánh 1 nè. Khách đã tới tận nơi và mua con Innova đời 2009 G lên phun ngàn 2015. Đây là 2009 G xịn anh chị nha. Đó, chiếc xe là bao đẹp bao đỉnh đến với tay người tiêu dùng luôn anh chị ạ. Đây là phong dáng của Innova nè. Khách đi con Innova lên trực tiếp để mua con xe này rồi anh chị nha. Xe thì rất là ok, không phải suy nghĩ. Bao đẹp bao đỉnh đến với tay người tiêu dùng luôn. Đây là anh khách nè. Đó, anh khách lên mua con xe Innova này rồi. Bên em đang làm giấy tờ thủ tục mua bán để bàn giao cho anh đi về Sài Gòn nhé. Con này được lấy bao nhiêu anh? Lấy mới luôn, mua chính chủ luôn hả? Gốc gia đình luôn. Bên em còn rất là nhiều xe ạ. À. Em vừa mới về con Ford Everest đời 2019 anh chị. Đó. Dòng này dòng mới nhất bây giờ anh chị nhé. Con này Trần Anh cũng sẽ đăng clip chi tiết đến toàn thể tất cả các anh chị. Đây là bên em đang bàn giao thủ tục giấy tờ cho anh trai đi. Bên em còn về rất là nhiều xe anh chị nha. Trần Anh sẽ luôn cập nhật về những dòng xe từ đời thấp đến dòng xe đời cao để phục vụ đến tay người tiêu dùng. Đây là một người anh trai ở Sài Gòn đã lên trực tiếp bên salon bên em. Ông anh đang làm giấy tờ để bàn giao cho anh trai đây. Em cảm ơn anh nha. Lên ủng hộ Trần Anh là quá vui rồi. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý. Em có con Hyundai nè anh chị ạ, Sonata nè anh chị. Con này sản xuất năm 2010, Hàn Quốc. Con này máy 2.0 nha, 9 lít trên 100 km thôi, full option trên con xe rồi, số tự động. Con này bên em bán giá là 475 triệu nha. Đó, xe bao đẹp luôn. Mazda nè. Mazda vẫn có anh chị nha. Mazda 3. Và tiếp theo là một con Ford Ranger XLT. Máy 2.2 máy dầu. Accent của em đang đi rồi, anh chị đã mua Accent Blue của Trần Anh bán rẻ nhé. Để anh chị có một cái xe đi Tết, che nắng, che mưa, chở gia đình. Đây là phong dáng con Ford Everest 2019 đây. Anh chị coi phần nội thất của nó nè. Đó anh chị thấy không? Nội thất của nó nè. Dòng xe mới đó anh chị. Ford Everest mới ra luôn nhé. Đó. Màn hình nè, nguyên bản xe nè, con số tự động nè. Xe bao cọp bao chất luôn. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Xe này là xe mới rồi, người ta mới chạy được có hơn 2.000 rồi nha. Bốn vỏ nè, vỏ xe cu chưa hẹ luôn nha. Đây là vỏ xe cu chưa hẹ luôn. Bốn vỏ mới nè, mới 90% luôn. Đó, phong dáng con xe nè. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em chúc anh chị một buổi sáng thật là hạnh phúc và yên vui. Kiếm thật là nhiều tiền, ăn một cái Tết này thật là lớn anh chị nhé. Trần Anh xin chào và hẹn gặp lại.